Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn quý thầy cô phần xóa các đường link dư trong phần gồ mít mà mình tạo. Thì trước tiên mình vô cốc cốc, rồi sau đó mình vô cái gmail của mình ha. Vô cái gmail của mình à. Vô gmail của mình thì sau đó mình sẽ vô ba dấu chấm bên tay phải cái hình, vô mét. Thì mình nhấp vô mét. Thì trên đây mét thì mình sẽ có cái đường link của mình dư tạo. Ở đây thì tôi có chỉ tạo một đường link thôi. Ví dụ quý thầy cô tạo 4 5 đường link mà mình muốn bỏ cái đường link nào thì tôi sẽ hướng dẫn quý thầy cô bỏ đường link đó. Thì sau đó mình sẽ vô cuộc họp mới. Thì mình vô chỗ cái phần biểu lịch biểu. Sau vô phần lịch biểu đó mình sẽ vô tìm một thời điểm. Tìm một thời điểm, sau đó mình sẽ chỉnh sửa sự kiện. Chỉnh sửa sự kiện thì mình sẽ lưu lại. Sau đó đây, thể dục lúc 8 giờ đó, mình muốn xóa vậy đó. Thì mình nhấp vô chuột phải vô cái phần biểu tượng này, mình nhấp vô phần xóa. Như thì con, kể như xóa vậy là kể như xong. Ở đây mình xóa à, kể như trong cái sự kiện này mình không còn cái đề tài nào hết. Đây mình sẽ thoát ra, tắt hết. Thoát ra. Mình vô lại cái gmail, cốc cốc, mình vô gmail, vô lại 4 chỗ dấu chấm. Mình vô mét. Mình vô coi thử đây, cái phần biểu tượng đây. Thì cô thấy không, cái biểu tượng, cái gmail của mình không còn cái đường link nữa. Thì sau đó là những hướng dẫn của mình để quý thầy cô tham khảo để cách mình xóa cái đường link của mình mong muốn. Và sau đây chúc quý thầy cô thành công.